Dạ, Thái xin mến chào quý ông bà cô chú. Thái xin mến chúc quý ông bà cô chú thật nhiều sức khỏe. Giờ này là khoảng 4 giờ chiều nha cô chú anh chị. Thì hồi sáng thì mình có đi đồng, mình có hái một bó rau đem về. Vợ chồng mình thì chuẩn bị một món là để thưởng thức. Thì hai vợ chồng vô trong nhà nóng nực quá thì ra ngoài vườn này cho nó mát mẻ, ăn uống cho nó thoải mái. Thì hôm nay thì cũng có bà chị khách cũng mới lại Việt Kiều nha cô chú anh chị, Việt Kiều Campuchia mới về. Chứ thì mà cô chú cho vui vậy thôi. Chứ bà chị Nương thì hôm nay ra đây thì nấu nồi cơm củi cho nó ngon đãi khách. Thì trong đây hôm nay thì vợ mình là có làm là các món như sau nha. Thì đầu tiên đó là cái này là cá lóc. Này là cá lóc với cá tra hả em? À, cá lóc với cá hú. Cái đây là mực nha cô chú anh chị. Cái này là nang mực. Dè mực chứ không phải là nang mực. Kế tiếp đây là cá chả. Nó thì cái món này là rất là hấp dẫn. Thì hai chồng mình tính là sẽ thưởng thức cái món là kêu là cá nhúng giấm. Đây thì có chuẩn bị đây là cái nồi giấm. Ở đây là rau nha, rau hồi sáng đây mình lạc. Ủa sao có nhiều rau đây, ăn cá giấm sao em? Ông kêu tôi mua cá, mua về mực. Ông kêu ông đi kiếm rau mà ông kiếm có nhiều đó. Vậy đó ha. Ờ, có một miếng à. Anh đàng hoàng chứ ông gì không? Hả? Mới đây dặn nữa vậy. Vậy hả? Này có chị Nương không, đi kiếm rau đi. Tinh Khương hả? Tinh Khương rồi kêu bằng ông không à? Anh đàng hoàng coi. Trời ơi. Hả? Kêu bằng anh mới đi kiếm rau, còn kêu bằng ông không đi. Đi kiếm rau đi. Rồi bây đi giờ. Tôi nói với hai vợ chồng mình qua đây hái một mớ rau đi ha. Thì nói chung ra là trong vườn nhà có rau nghe cô chú. Thì đây là có thêm mồng tơ, xách cái gỗ đi. Rồi đây là mồng tơ. Bà chị đó đâu phải Việt Kiều đâu mà về đi bán ngoài hoài trời. Đây là mồng tơ, thì mình bẻ một bó mồng tơ đi. Đây mồng tơ, mồng tơ này thì nhúng ăn cũng ngon lắm nghe cô chú. Ở đây có bà chị luôn, chị Nương nghe, Lâm Tâm Nương á, Trang kêu bằng Lâm Tâm Như. Ở đây có mấy cộng rồi sao đủ rồi. Qua bên kia đi, qua bên kia có một bụi rau chai kìa. Ừ, qua bên đây. Giống chơi nhà trời quá ha. Qua bên đây thì đây có cái bụi rau chai. Ồ, bụi rau chai này nhiều lắm nha. Ôi nhưng mà rau chai này á, thì anh thấy nó cũng không có được ngon. Thôi bây giờ em với chị Nương ở đây hái rau chay đi nha. Là anh ra đi xuống sông, anh sẽ bông lục bình với là lục bình có nhúng giấm rất là ngon. Thì chuẩn bị làm cái MV đó, đó màu tím anh buồn chứ không phải màu tím lục bình. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống sông mình hái một mớ, rồi vợ mình với chị Nương ở trên đây sẽ hái một mớ nữa, thì mình nhập lại thì mình thưởng thức buổi chiều nay nha cô chú anh chị. Thì nói chung ra thì cái món nhúng giấm này là cái món khoái khẩu của cái người dân miền Tây mình á. Rồi anh đi nha, em đi chị Nương. Rồi. Dạ, thì bây giờ mình đã xuống đến sông rồi nha cô chú anh chị. Thì mình cũng xin giới thiệu sông này là cái dòng sông Hậu, là thuộc chính nhánh sông Cửu Long. Thì mấy tháng gài thì ở đây thì lục bình nó về rất là nhiều, không biết ở đâu nữa mà nó về nhiều lắm. Nhưng mà đặc biệt dòng sông này của mình là nước bạc, là không có đĩa nha. Thì bây giờ mình xuống mình sẽ hái một mớ lục bình, một mớ bông, rồi trong đó cũng có bông nữa ha. Thì lục bình này thì bông ăn cũng được, mà luôn cái cọng lục bình ăn cũng được luôn nha. Cọng lục bình thì cọng lục bình non. Đó. Thì sông này là bao luôn đó, là không có đĩa. Thì rất chiều thì các em nhỏ đều hay lội tắm sông đồ lắm. Thế này là chưa có bông. Chưa có bông thì mình sẽ bẻ trước một số lục bình non nha. Thì đây, đây gọi là lục bình non là ăn được đây. Cái cọng như vậy đây. Đây, mình sẽ bỏ cái lá. Nó nhúng giấm là hết sảy á. Nhưng mà ăn thì nó ngon, nhưng mà mình bẻ thì nó hơi lâu. Mà hai mấy bả anh chả bẻ hết, rồi mình ở đây mình bẻ chưa được nhiêu nữa. Đây, rất là ngon. Ây da, sâu, chỗ này sâu. Tới đi. Ô, bên kia có bông kìa. Đó, thì đây là cái khu vực sông Hậu. Nói chung ra là
tàu thuyền qua lại rất là nhiều ha cô chú. Thì ban đêm mới có những cái chiếc thuyền mà du lịch đó, chạy ngang đồ êm lắm. Ô ở đây có rau chay nữa nè, mình kiếm lục bình mà có luôn rau chay luôn nha. Đây, đây là rau chay. Rau chay thường thường đó thì mình ngắt cái đọt như vậy nè. Thì rau chay này nó cũng có cái vị thuốc nam đó cô chú, là những người mà người ta gần sinh đó, người ta sẽ đâm cái này người ta uống rất là nhiều, đâm uống cho nó dễ sanh đó. Lúc đó bà xã gần sanh cũng ngắt cái này nè cho uống. Chung ra là ở quê mà cô chú, cái gì nó cũng đơn giản, cũng giản dị, đặc biệt là rau củ đồ là không có thiếu. Mình hái củ này chắc mấy bà cười chết quá. Có rau muống luôn nè. Nè rau muống nè, nó thấy không, rau muống nè, nước thì trong xanh luôn. Rau muống, rau chay. Thôi cái này mình ngắt cho nó mau đi, lên chảnh cho mấy bà lặt lợ đi. Chứ mình lên mình mà ở dưới này mà vừa ngắt mà vừa lặt nữa thì nó lâu lắm. Có rau muống nữa này nè. Đây, ở trong đây nó có lục bình, có bông lục bình. Thì đây mình sẽ vô mình bẻ hai cái bông lục bình. Ây à, ây à, sâu quá, ây à, sâu nghe, sâu nghe. Đây lục bình trên sông nè. Bài ca của bạn Khương Dừa mình mà mình ca hoài không có được, ca thấy ghê lắm bởi vì mình không dám ca. Đây, tuyệt vời, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn, tuyệt vời. Muốn ăn thì phải lăn vô bếp. Còn cái này là cái đám rau chay. Để thêm mớ rau chay nữa mới được. Rau chay này là bảo đảm an toàn, không có thuốc sâu. Là do là có con nãy cô chú, nó ăn, con sâu nó ăn, thành ra là không có thuốc sâu. Phải mà có thuốc sâu là nó ăn nó chết rồi. À, dòng sông Hậu mình nhìn đẹp không, tuyệt vời không. Đây mình ra đây mình sẽ bẻ một mớ lục bình nữa. Đây, được một cái bông rồi nè. Đây lục bình mà cũng có sâu nữa, cỡ này sâu nó cũng dành ăn lục bình nữa tài. Đây đúng bài luôn đó, mình lựa ở trong cậy của nó đó. Bắt đầu là mình hái mình lại, nó non vậy đó, nó mới non, còn cái kia nó hơi già. Đây là nét đơn sơ mà đậm đà của người miền Tây nha. Đó. Đây. Nó quéo quéo vô vậy nè, nó ôm cái lá, lá ôm cái cọng lớn rồi nó cứ đâm một hoài. Rất là ngon. Chắc hai bả anh chảnh bẻ nhiều hơn mình rồi quá. Được có một bông lục bình một hả? Ô bên đây có nè. Đây vô rồi, vô rồi, vô rồi. Vô rồi. Cái này bông lục bình lên tặng vợ. Đây một bông nữa. Hai bông lục bình. Rất là đẹp. Đây thêm một bông nữa. Ồ ba bông lục bình đẹp quá. Ồ, đây một bông nữa, cái bông kia nó muốn tàn rồi ta. Ở đây hai ba bông mà nó muốn tàn rồi. Đẹp quá cô chú ơi, bông lục bình đẹp quá. Mình ở đây mà lâu lâu mà mình bẻ mình còn mê mà. Nó đã không.
Thôi mình nghĩ rồi, mình bẻ nhiều rồi, mấy bả bẻ trên chảnh nhiều nữa chắc cũng là đủ rồi đó. Bây giờ mình sẽ lên chảnh rồi sẽ lặt rau để tối rồi, cũng đói rồi. Nãy cũng dở, mình phải chuẩn bị trước khi ăn. Lần này tới ăn mình mới chuẩn bị là nó hơi dở. Rồi, mời cô chú anh chị cùng lên nhà với mình rửa rau nha. Bẻ được nhiêu? Đó, bẻ được nhiêu đó. Trời ơi, ở đâu đây một đống đây mà nãy giờ không nói trời. Giờ rau này tôi mua thấy ông hái ít rồi, tôi sáng tôi mua thêm rồi mà tại tôi dặn ông Bay Phin với ông Mai tôi không nãy tôi giấu mới đem ra. Trời ơi, không nói để mới đem ra đây rồi bây giờ nãy giờ cực khổ. Người ta đi đi bẻ bông lục bình vậy nè. Thôi bây giờ cũng lỡ rồi, có bông lục bình nữa cho nó đẹp đẹp nữa, tươi tươi xíu rồi em với bông chị nương rửa này đi. À. Rồi rửa cái này đi rồi mình trụng rồi mình thưởng thức luôn nha. Rửa này luôn, rửa này luôn. Bông lục bình này là đẹp luôn, bông lục bình này dành mình ăn cho vợ tôi ăn rồi nha. Rồi ok. Nó quá đẹp luôn, rồi rửa đi. Lật tiếp nữa mới rửa, lật tiếp nữa mới rửa, khỏi thao gì hết á. Khỏi hả? Xả nước xuống hả? À, xả nước xuống rửa luôn, sạch bon. Lật tiếp chị nương ơi. Cái này bỏ vô trong cái chỗ cái ấy mới được. Đâu, có chỗ bỏ bỏ vô bọc đi, bỏ vô bọc rồi liền xuống dưới ấy, để đóng đi. Để đóng đi chút, chút nữa hốt. Ngoài vườn này thì mấy cái này thì nó mau lên lắm, nó mau thành phân lắm. Được rồi ha. Nãy giờ không nói khỏi đi bẻ. Có nhiều đó mà cứ dặn hờ ngu bơ hoài. Muốn ăn lục bình trong đi bẻ ăn lục bình. Muốn ăn lục bình đó, bữa nay có điều kiện đồ nó muốn ăn lục bình rồi nữa ha. Bẻ mấy cái lá ra. Bẻ mấy cái lá lục bình ra. Bẻ ra nó mới sạch. Thường thường thì nói chung ra ở cái xứ này thì lục bình nhiều lắm nhưng mà bà con cũng ít có ăn lắm. Cho nên là cũng không có biết gì bẻ. Bình này chấm mắm nè. Chấm mắm. À. Với luộc xào rồi ăn cũng ngon nữa. Thì bữa nào mình làm một nồi mắm ha. Rồi mình đi bẻ bông lục bình mình làm một nồi mắm ha. Rồi. Sạch chưa? Rồi, mấy chị nương với vợ em rửa đi, em sẽ nhắc cơm xuống. Bắt bếp ga lên luôn. Bắt bếp ga lên nhắc cơm xuống nha. Chảy rồi đấy. Ở đây có sẵn một gỗ rau mà vợ không nói à. Mà cứ bắt mình đi bẻ bông lục bình hoài, kỳ quá. À, thì nói chung ra hôm nay là đồ ăn rất là ngon nha, có đầy đủ hết nha. Cái này có rau muống nè. Cái này là tai tượng nha, tai tượng khác, cù nào khác nha. Cái lá tai tượng thì nó bự. Còn cái lá cù nào thì nó vẽ ra hai nhánh, nó nhỏ. Nhưng mà tai tượng với cù nào thì ăn cũng như nhau. Rồi có người thì cái khẩu vị của họ, họ sẽ thích ăn tai tượng. Còn có người thì thích ăn cù nào. Cũng như mình thì mình thích ăn lục bình. Vợ mình ăn thích ăn lục bình đó thì kêu mình đi bẻ đó. Thì đây là cái nồi cơm. Vô này. Chị Nương ơi, bớ ra đi. Rồi, chị Nương ngồi đó đi. Rồi bớ ra, bỏ đây cái đi. Rồi, đây. Thì camera của mình nãy mới ăn cơm rồi cô chú anh chị. Cho nên là cái món này thì chắc cô không có thưởng thức được. Để một chút nữa thì camera mình sẽ thưởng thức sau. Bây giờ mình với chị Nương này là vợ của camera mình kêu bằng chị. Camera là anh. Quá ngon, sao chưa sôi nữa ta? Bây giờ tăng tốc lên đi. Hết tốc lực chưa? Hết rồi đó, từ từ. Hết ra đó ha, từ từ ha. Sôi lên để cá. Đó, nói chung ra bữa cơm bữa nay là cũng hoành tráng lắm nha cô chú anh chị. Đầu tư cũng nhiều lắm á. Rau nè. Lục bình nè. Nó lục bình trên sông. Trôi về đâu con nước lớn rồng. Lục bình là nhớ bài hát Khương. Nhớ bài hát Khương. Đây bỏ qua đây cho nó sơm tụ xíu. Rồi có rồi, những chén hết rồi. Đó. Nó. Đây. Nó. Nó. Nó bông lục bình đâu? Để bông lục bình đâu để trên hả? Đây. Thấy bông lục bình. Bỏ qua đó đi em. Đây là bông lục bình nha. Đó. Rất là hoàn hảo. Quá ngon bữa nay. Công nhận cái món hoành tráng. Bông lục bình cơ muốn. À. Nãy giờ chào cô chú anh chị chưa?
Chào rồi hả? Chào nữa hả? Bây giờ mình sẽ ăn cái gì trước? Cá để trước cá vô, để cá vô trước. Cá trước thì mình sẽ để cá vô trước nha. Xôi lên để cá vô. Ừ. Xôi chưa? Nãy giờ thấy đi ra mồ hôi rồi. Nhắc một bình cho em ăn mà nó mệt, không biết ăn nổi không. Cá gì? Đầu tiên mình sẽ là để cá, là vô cá lóc. Cá lóc vô trước. À, đây là nguyên cái đầu cá lóc luôn nè. Ừ. Không, đây nữa cái đầu cá lóc. Hấp dẫn ha. Đây là cá hú. Cá hú chứ không phải cá cha. Cá hú. Cá hú. Ừ. Bốc cái mùi lên thơm hơn cô chú. Chảy nước miếng. Chảy nước miếng. Coi chừng đổ vô mình nha, hôi gình nha. Rồi tiếp tục. Tới chả cá chị Nương lấy cái muỗng múc đi. Lấy muỗng múc vô. Không có muỗng múc hả? Muỗng dít luôn. Chả cá vô. Nhỏ nhỏ thôi em. Bự quá hao lắm á. À. Vô đúng bài rồi đó. Chả cá nút miếng kìa. Chả cá thì nó chín trước đó. Rồi để dè mực vô nữa là xong. Không có tiền ăn con mực mà ăn cái dè mực không rồi nha. Không tiền mua đủ nguyên con mực hả? Ăn được cái dè mực không đó hả? Ăn được dè mực. Ừ. Trời ơi hấp dẫn chưa? Hấp dẫn quá đi. Được rồi đó, chị Nương chín rồi đó, thử đi. Chưa. Chín rồi đó. Chín rồi đó, thử đi. Nãy mình với vợ mình nói chơi nghe cô chú anh chị. Chứ cũng đâu có giận hờn gì bé Mai. Bé Mai dễ thương mà giận hờn gì em. Bé Mai về chơi nữa. Bé Mai nói nào có dịp là về ha. Có dịp là bé Mai về. À. Cá gao kìa, lục bình. Bây giờ cá đã chín chưa? Chờ chút xíu cho cá nó chín nha. Ngon. Hấp dẫn không? Hấp dẫn. Có lý, đặc biệt là cái bông lục bình nè. Cái màu nó rất là đẹp. Tuy đã rửa rồi, nhưng mà màu bông lục bình đẹp thiệt. Công nhận. Chín chưa? Chín đẹp không? Bây giờ mình sẽ bỏ cái cù nào vô trước nha. Ngắt cao để vô. À, ngắt cao bỏ vô. Chị Nương gấp một mớ rau nhúc bỏ vô đi chị. Rồi muốn. Đây. Bỏ hai cọng lục bình. Thì cái này nó cũng tương tự như là lẩu của cô chú, nhưng mà nó không phải là lẩu. Mà nó là giấm, giấm nó chua. Nước giấm. Nước giấm cho nên là thịt với cá nó rất là mau chín. Đó, đặc biệt là rau muống. Cái mùi nó thơm lắm, dễ chịu lắm. Đó. Thì cách ăn miền Tây của mình thì cô chú anh chị cũng thông cảm nha. Tại vì ăn quen nói chung rồi. Thì thường thường cũng hay lấy đũa vô trộn cho nó đều lắm. Rồi. Rồi ăn đi chị. Rồi ăn. Rồi mời cô chú anh chị cùng thưởng thức với gia đình mình nghe, với để chị Nương. À. Quá ngon. Nói cái hơi không mà thấy là hấp dẫn rồi. Dạ, mời quý vị khán giả nha. Mực. Đây, bông nè em. Đó, bông lục bình đến hạ xuống bớt. Hấp dẫn không? Lục bình trên sông. Ừ, bình trên sông. Hát bài là hát bài bông lục màu tím anh buồn đi ha, hả ăn bông lục bình. Vô nha, mời cô chú anh chị thử một miếng bông lục bình như thế nào, chấm một miếng nước mắm nha. Ngon quá. Lên đây. Nó đã ăn bông lục bình thì ngon lắm. Bông lục bình nó ngọt. Nó hơi ngọt ngọt, cái nước dấp nó chua. Bây giờ mình sẽ thử một miếng thịt con cá. Thịt con cá này là thịt con cá cha nghe cô chú. Đây con cá nhẹ, cá hú nha. Đây.
làm một miếng thịt con cá thử coi như thế nào. Ê, mời cô chú anh chị. Đã. Ra đây dùng chút ơi. Cơm con chút ơi. Cơm Úc ơi. Chút đi ngang nghe cô chú anh chị. Đây ngon thiệt. Tuyệt quá. Mà chị nữa, làm miếng bông lục bình đi, đếm thôi chị phong bì. Còn nhiêu để vợ em nghe. Đây, được 4 bông à. Không hỏm á, mình thấy ở dưới nhiều lắm cô chú. Khoảng mấy chục bông luôn á. Ngày sau mà hôm qua có ai mà canh trước mình rồi. Tính bữa nay làm clip quay giới thiệu với cô chú, bẻ cho nó nhiều. Nhưng mà thất bại nữa rồi. Là bông thiên nhiên mọc dưới sông luôn. Đúng không? Đảo. Ăn mà ngồi ngoài vườn này cũng sướng. Ngon cô chú ơi. Không dặn nữa nha. Bỏ vụ bay qua bên nha. Ăn lục bình hết dặn. Ăn bông lục bình. Nãy có là thôi, nó có trên nhà đi. Nó có là sao, đi hái bông lục bình cho ăn. Được có 4 bông á. Dạ. Qua thấy nhiều. Chắc có ai hái á. Hái từ lục. Không có chút nữa. Mà nghe. Đây là cá chả. Cá chả này thì thường thường thì nó người ta làm á cô chú, là cá trắng nhiều, cá chà vinh. Nó chấm miếng nước mắm trời cũng rất á. Chua chua. Chua hả? Thịt nó dai dai. Nó ăn tốt mà thôi. Bà chạy ngơ ăn tốt mà thôi đúng không? Đã thiệt. Ăn hồi cấp 3 cái cơm. Ngon quá. Nhảy nha em. Nhảy xuống. Cái cơm nồi vậy mà còn nhảy nữa ha. Còn sống. Còn sống. Thường thường con dừa nó về đây nó cũng thích những cái món đồng quê vậy nè cô chú. Chẳng hạn thịt cá đồ mình cũng biết cái tính đó. Nó ăn chảnh thì nó ăn cũng đầy đủ rồi. Về chẳng hạn như cua, ốc, cá gô, con cá chốt gì á. Mà phái. Nó hỏi nó ăn cái gì, thích ăn cái gì đãi. Cái gì ăn cũng được, cũng dễ ăn. Mà với hai nữa cũng thích ăn những cái món mà nó đơn giản, nó giản dị. Mình đi chài không? Vô nhà thước chài á. Cá linh. Cá này cá kia nhỏ nhỏ. Ăn ở trên cũng được. Phái. Mình á thì khác nó. Mình lên chảnh á thì nó dắt đi ăn nhà hàng được không à. Mình ăn mình cảm thấy ngon nhưng mà nó ăn riết rồi nó quen nó hết ngon rồi. Nó ăn hoài thì nó bình thường. Còn mình lâu lâu mình ăn thấy ngon. Còn về đây á thì dắt đi đồng, đi bái, đi lội ruộng. Hôm đó là đi lội ruộng nguyên một ngày luôn á. Quá đã, ngon quá. Mấy bữa gài do cái tem của mình đó cô chú. Thì nói chung ra mấy anh em đó thì cũng có cái công việc để làm. Lúc nào cảnh đó mấy anh em đó đi chơi chung với mình mới được. Tại vì mấy anh đi làm hồ á, lãnh công trình nhà người ta là phải làm cho xong rồi mới đi chơi với mình mới được. Ngon quá. Thì mọi người không biết đó, lúc trước đó mình có làm cái clip mình ăn với cá linh nhúng dấp do mình làm ít nước á. Mọi người không biết, mọi người nói lẩu mà ít nước quá sao ăn. Thì chắc ra là nó không phải lẩu, nước nó chua dữ lắm. Mình húp nước nó không có được nha. Cái này đặc biệt là chỉ là nhúng rồi ăn thôi chứ không có húp. Thì hôm nay là có được là cái gỗ rau là khí thế luôn. Gỗ rau vợ mình giấu khí thế luôn. Cái đến là cá, mực,
Đó, đặc biệt là cái nồi cơm nha, nấu cơm củi rất là ngon. Ăn đi chị, cá nhất trên nè. Ăn đi chị Việt Kiều Campuchia. Thoát mồ hôi luôn. Này, chị Việt Kiều Campuchia. Thôi thì hôm nay mình chia sẻ một cái món ăn mà dân dã của miền Tây nha. Thì món ăn này kêu là cá nhúng giấm chứ không phải là lẩu nha. Tất nhiên là mình làm nước ít thôi, tại vì cái nước này nó rất là chua, mình hấp không có được. Đó, thì xin chia sẻ với quý ông bà cô chú. Thì bao xung quanh là nói chung ra là cảnh đẹp hay là tự nhiên gì của cái khu vực mình, có cái gì thì mình chia sẻ. Gia đình mình buồn vui gì đôi khi mình cũng chia sẻ cùng với bà con cô bác tại làm clip mà. Đó, thì cũng mong cô chú anh chị cũng thông cảm, nếu như mà có lỗi lầm gì thì cũng mong cô chú anh chị tha thứ nha, bỏ qua giùm. Thì video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào một video tiếp theo nha. Xin chào. Hai bà này ngồi ăn không mà nó muốn chết.